chạy vào giao thông Hào xong một lúc thì ui rồi ôi, cối nó dã và nó chính xác lắm, cối nó cứ dọc mép Hào nó dã mình. Thì là lúc nó bụi mù thì mình biết là cối mình nào bộ hình nó không lên, mình ba anh em chạy vào cái ngách kia mà bé đó, tôi ngồi ngoài, tôi có một cái ghi tôi cứ che này, mặt thì tôi lấy cái màn tôi buộc kín chỉ để hai mắt lên thôi mà trông đen nhảm ra đấy. Thì là chạy vào đấy thì mình thấy anh em nó rên nhỏ, lính mình bị thương rồi chạy ra đi. Thì là anh Giang chạy ra ngách này thì sáu đồng chí mình là nằm dọc hàng, trong đó có ông chính trị viên mình bị vỡ bụng này, bị cối 60. Tôi chạy sang bên phía bên qua khẩu pháo tôi xuống thì là đồng chí Hải, người Hải Dương lúc là cán bộ trung đội trưởng bị thương vào khu này rồi. Thế bà Tuấn mới băng cho anh gái, thế là băng xong là ông ấy rút đấy, ông ấy rút luôn đấy. Còn vì sau đấy đấy là hôm 26, thế sáng 27 như trình bày lại tiếp tục đánh tiếp, đánh suốt, nhưng mà hôm nay không chết ai, bên mình không chết ai mà cũng không bị thương, mà cũng địch cũng không lên được. Úi giời, lựu đạn là cứ khoét vào từ vào Hào này chị ạ. Cái giao thông Hào này cứ khoét ô đang xếp lựu đạn để dây sẵn. Đấy, nếp sẵn cứ dọc Hào cứ nhiều lắm. Mình cứ thế là cứ rút cái là dây nó ném luôn mà. Rút là không, mình không phải giật nữa. Mình không phải giật mà lựu đạn không phải ấy nữa, cứ khoét từng ô này này. Vâng. Đấy, để sẵn ở đấy, cứ bày sẵn rồi. Đấy, cứ một đoạn có cứ cơ động trên Hào là mình rất nhiều lựu đạn. Mình phải làm sẵn thế mới chơi được kịp nó. Chứ còn lấy từ ấy ra mà ném từ bao đồ lên có mà không kịp. Đấy, không bị thình, không bị thương ai. Thế đến ngày 28 thì mờ sáng là khi pháo bắt đầu nó tấp cập, nó đã vào một cái là khi nó thôi dừng pháo là tôi bảo ra ngay. Thì lúc tôi ngồi trên mâm sẵn rồi. Đấy, ngồi mâm sẵn. Mà hôm 27 đêm hôm là tôi nói về 27 nó rất quãng mà. 27 là tôi đói quá, tôi phải mò xuống tận dưới gần chân đèo ấy. Đấy, gần chân đèo mà tôi lấy những có hai lồ cơm ở đấy nó nhớt nhèo nhèo ấy. Thế tôi mang lên đơn vị, cái thì bẻ ra có cá mắm, cái thì có miếng thịt lợn ba chỉ. Đấy, ăn mê uống nước ngồi tâm sự nhau, mỗi anh viết mấy chữ rồi là bảo nếu mà tao chết thì mày mang về nhà tao, cứ truyền nhau như thế. Đấy, đã xác định là chết chứ không phải là sống đâu, xác định chết thì cứ dặn là Hải nếu mà tao chết mày cầm về thế Hải để bảo thân để bảo Hưng ấy. Đấy thì là dặn nhau trước rồi, viết nhau mỗi dòng chữ là nếu mà tao chết thì là mày mang về gia đình cho tao như thế. Đấy, dặn nhau xác định, anh em xác định là chiến đấu đến cùng đấy, không rời trận địa. Đến ngày sáng 28 đấy, sáng 28 thì là khi mà nó pháo kích vào ấy, thì là bọn tôi né, được gọi là né thôi chứ còn chẳng có tác dụng gì chẳng có tác dụng gì cả, gọi là tối nó an tâm thôi chứ chẳng có tác dụng gì. Thế là khi mà nó chuyển làn một cái là bọn tôi ra, thì lúc tôi ngầm ống pháo thì nó đã lên gần đến nơi rồi. Tức là tôi phát hiện được cái thằng đi đầu nó cầm cờ, mà thằng thứ hai vác DKZ trên vai cách tôi chỉ chưa đến 3 mét, sương mù như này ra tôi thấy một loạt nó lên. Lúc mình đã ngồi trên mâm pháo gọi là xẹp bọn nó, là cái bọn nó chết hết. Vì sau khi mà tôi bắn 14-15 tôi phát hiện nó đông, nó chui ở trong cái búi lau rất nhiều, đông rồi sau nó chết nhiều, nó cũng sợ nó ra hàng, nó lấy cái áo trắng và áo mê ô ấy nó cắm vào cây sắn mà nó vẫy này, đông mà tính toán một ra, nhưng mà mình bắn chết không lấy làm được, mất hết ngoài này thì là cũng diệt sạch. Đấy, không lúc không đấy mình quá ít người, quá ít đâu, lấy đâu mà bắn bắt nó được. Quản nào được nó, mình không có ăn đói. Thế là cuối cùng là tiêu diệt sạch. Lúc ấy nó cũng đỡ lên thì tôi thấy nó có hai khẩu đại liên nó để ở bên cái sườn bên là gần cái bụi bên này, thì tôi mới khẩu tôi nó hơi chếch xuống không được, thì tôi lấy khẩu B-41 vì trước 5-75 tăng cường của tôi chuyên học B-41 thôi để tăng cường ở chiến trường miền Nam. Đấy, thì tôi mới lấy khẩu B-41 phát rồi tôi mới bắn, thì tôi không để ý là anh Hưng với anh Sạch ở đằng sau. Đấy, tôi mới lên tôi làm bùng bùng phát thì hai ông cũng hất xuống Hào. Đến bây giờ nó còn di tích, cứ gặp nhau là cười, nhưng bảo mày tí làm tao lòi cả mắt. Tôi nhìn hai thằng có mặt đen sạm mà dâu rất xuống xe nghĩ lại mà buồn cười. Đấy, bây giờ cứ gặp nhau nó bảo bây giờ mắt tao cũng bị ảnh hưởng do mày đấy. Đấy, thế là làm phát B-41 thì là hai cái khẩu đại liên bị tiêu diệt, mà chính cái khẩu 12-7 nó đặt ở cái hầm anh Tuân tiểu đoàn ấy, là bị khẩu đồng chí Tiền bắn tung ở lên ấy. Nó đặt trên nắp hầm của tiểu đoàn, cũng bị khẩu 14-5 mình diệt ngay.
Ở đến ngày 28 thì tôi đánh thì cuối cùng là mãi về sau tôi đánh thì đánh rong rã suốt từ sáng mà đến tầm 2 giờ chiều. Ơ quay ra quay vào có chỗ đúng một mình thôi. Thế trước khi tôi cũng biết là hết đạn rồi. Đấy khẩu 14 thì tôi được hết đạn rồi. Dồn hết hai khẩu kia sang mình cũng bị hết đạn mà 6 người nạp đạn cho tôi, cuối cùng vì sau là không còn ai nạp đạn nữa. Thì là hết đạn. Hết đạn thì tôi mới để 3 quả lưu đạn ở dưới cái mâm pháo ấy, nó chỉ kéo cái tầm này lên là nổ thôi. Đấy, nó chỉ kéo lên là nó tức thì mà. Đấy, cuối cùng là tôi mới gài sẵn rồi. Tôi gắn sẵn tôi mới đúng là cha mẹ tôi dùng AK, mẹ RBD mới Đại Liên. Lúc đấy cũng có khẩu Đại Liên ở trên PKMRS đã đi mới đấy. Bộ binh nó lên nên nó hy sinh ở trên, nó để lại tương đối nhiều vũ khí. Thì mà tôi dùng vũ khí tôi diệt. Đấy, tôi bắn nó thì là tôi cũng ném lựu đạn vào cái pháo ấy. Tôi tung lựu đạn vào cái pháo cho nó nổ thì nó huỳnh phát thì khẩu pháo hết. Ngược lên coi khẩu là bị thôi phá. Đấy, mà cuối cùng là chạy xuống là cũng một mình thì khi mà tiếp xúc mấy cán bộ trung đoàn ấy bảo lúc ấy tưởng mất 300 từ sáng rồi, thằng nào là thằng đánh cuối cùng thì ông trung đoàn trưởng hỏi và thế bây giờ có mình là Ngô Tuấn ở trên đấy thôi thì tăng cường cho một trung đội lên để giải vây cho nó. Đấy, bên thông tin nó thông báo cho ông cơ công nó bảo đấy. Đấy, đồng chí Trình ý, mới kể lại với ông Tuấn là người đại trưởng thông tin mới kể lại là tình như thế, là ông Kính cử lên để cứu mày xuống đấy, nhưng không mày cũng ra được. Thì tôi mới chạy ra thì nó nhảy vào hào hết rồi, nó nhảy toàn bộ hào, tôi mới rút sang bên đường bên này. Lúc tôi tay không tôi bị thương rồi, tôi choáng hết rồi, thì tôi chạy ra ngoài này thì thấy Đại Liên mình lại chéo xuống, mình không biết đéo lại sao vẫn còn lính mình này. Hóa ra cái ông đại bởi sao biết tên, ông này trước ở lính xe này sau chuyển sang đơn vị vận tải, thì nó lên nó vác thương binh nào nó lại không có ai, thì bắt đầu là ông vớ là của Đại Liên thì là ông phệt. Thì mình lúc chạy qua nó bảo thôi rút thôi, nó vào đông lắm rồi, thì tôi cũng ngoảnh lại nó bắn cũng rụng xuống giao thông hào nhiều đấy, bọn người nó lao xuống nó chết nó lắm luôn à. Thì ông đại đấy, ông đại đấy em vì hỏi... sao bây giờ vì sao không biết chết hay sống nữa đấy. À em lại đang tưởng anh đại đấy. Không, không phải ông đại này, ông đại đánh bên kia, ông đại này người Yên Bái. Ông ấy là anh ấy tên là gì đại anh? Mình có thể tìm ở trên này được mà. Không nhớ tên là họ nhưng mà tên là đại. Dạ. Lính vận tải trước ở xe này. Đấy, là ông ấy vì sao ông ấy sao không biết còn sống hay không, ngay cái ông thường thế thôi. Thế là anh đi ra cùng với anh đại. Tôi chạy cùng. Dạ. Đấy, nó chạy hướng nào hay không mình không, tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ lúc bị thương tôi chỉ phi xuống thôi. Dạ. Phi xuống thì lúc trên 300 thì có một mình thôi, thì xuống một đoạn thì gặp anh em đấy cũng xê mình. Đấy, xê mình thì có một tiểu đoàn bộ binh mình nó ở dưới nó tăng cường lên, nhưng mà nó không lên, nó lên chưa chắc nó mất 300 đâu. Đấy, không nguồn đạn, thực tế là không nguồn đạn, nó xuống gặp bộ binh mình nhiều lắm, nó ở dưới tơ không hào ấy. Thế chính là Hạnh Phin nó bảo là 300 thế nào, 300 mất rồi. Thế bắt đầu lính bộ binh mình nó cũng không lên nữa, không tái chiếm nữa. Đấy, trường hộ đấy hôm cả C6 xe anh, xe của anh Sơn ấy cũng vào tăng cường thì lấy lại, nhưng không lên đấy thì cũng nguy hiểm. Hứng đạn nó không có giao thông hào. Anh cho em hỏi, sau khi rời Khâu Chìa là ngày 28 thì sau đấy anh còn tham gia những trận đánh nào? Hôm sau 28 thì lúc mà rút xuống thì tôi ra trạm phẫu luôn. À. Trạm phẫu thì đêm xuống bắt đầu là vào đêm 28 lúc tầm 2 giờ sáng là ở trạm xá Hoàng Hải, là chở khoảng 30 thương binh đi cái xe J57 ngồi thùng, thằng này gãy chân, thằng này đưa ra ngoài Quảng Hòa, thì đến Quảng Hòa là sáng 29 rồi. Đấy, sáng 29 rồi. Không có 29 đâu anh, đấy là 1 tháng 3. Đấy, 1 tháng 3 ấy, thì là hôm sau là vừa xuống đấy sáng cái là phát cho tiêm điếc xong băng bó cho là cho một cái vỏ chăn. Một cái lồng, thế là lại lên xe chạy đi vào đường Hạ Lang ấy. Ở đơn vị nó di cư nhiều chỗ lắm, thương binh ấy. Thì là bảo địch vào đến đấy thì lại bảo nó đến Quảng Hòa rồi. Xong lại đến Độc Lập rồi lại chạy tiếp. Ngoài thì chạy có y tá chứ đâu, cứ thương binh là cứ tản lên núi này, nhưng mà thì dân nó cho mỗi người 2 cân gạo khô, gạo người ta rang lên ấy. 2 cân ấy đút vào cái túi lồng, như là thương binh gác mò lên núi mỗi thằng một ngách. Trốn ở trên ấy. Thế là mình bảo ôi tình hình này có khi mình không bị chân, không bị nặng lắm, có khi mò về đơn vị đánh nhau rồi. Vì nghe tiếng phá hồi không chỉ vẫn có. Được. Nhưng hóa ra đơn vị nó rút đi Canh Tân rồi. Được. Mình cũng không nắm được. Thế là cùng mấy anh thích chính trị viên người ở Hải Phòng, mấy anh nhá, anh Giang ấy, anh Giang là của tao bị thương rồi nhưng có bị phải đâu, ông ấy nhặt được khẩu B40 nó không, chỉ còn cái cò không thôi, nó không có ốp gì, ông ấy bắn 7 quả thì sau nó lợt hết đỏ ối, nó lợt hết cái da này ra,
đấy bỏng. Nó bị bỏng dạ. Đấy cũng bảo tao bị thương, bảo vậy thương đéo mày bắn nóng quá nó mới thế thôi. Thế là cũng băng hết tay này xong cũng đi theo mình vào trong đấy. Thế bảo là thôi đi về đơn vị rồi. Thế là mới bảo thôi bây giờ này tốt nhất này mặt bọn dân quân mà lấy khẩu K4 đi cho nên yên tâm. Thế là bắt đầu túng đưa ông dân quân lột được khẩu K4 mấy hai khẩu đạn. Thế là bắt đầu mò ra thì gặp nó rút, nó rút đồng là quá đấy, địch nó rút về lối Hạ Lan nhiều mà. Thế cũng là ra cái này nó vừa nổ mìn cầu vẫn còn bụi mù ra mà. Thế là vì sao lại ra gặp anh Mỹ anh ấy đi tìm thương binh mà nó vẫn ở trong ấy. Bọn tôi mò ra thì mò về đơn vị thôi, chứ ở trong này nằm nơi này cũng chết đấy. Về đánh nhau chết cho ừ, về để mò về đơn vị nhưng cũng là nó rút canh tân mình không được rút dạ. Thế sau khi về đấy thì là như thế thì là bị thương về thì trung đoàn bảo đi báo cáo thành tích cùng anh Cương. Thế là vẫn có giấy chứng nhận diệt 120 tên mà bắt sống hai tù binh. Thế làm sao mình biết được là diệt bao nhiêu tên? Diệt thế này là do đơn vị với trung đoàn thôi, họ xác định như mới tỉnh đội đấy, người ta vào tận nơi người ta xác định chứ không phải là mình khai. Cái này mình không nhận đâu dạ. Đấy họ làm báo cáo trong là có diệt bao nhiêu là toàn bộ là do đơn vị mới do trung đoàn đấy, họ xác minh họ cho chứ không phải ông Tuấn nhận ông giết bằng này, có khi không được bằng thế, có khi nhiều hơn dạ. Đấy họ chia nào chẳng rõ. Trong câu chuyện của anh thì có cái đoạn mà anh bắn xe tăng ấy thì anh nói là nếu mà bắn vào đầu thì nó không tác dụng, thì là cái kiến thức ấy là do học hay là như nào? Do học đấy à, do học đấy, được phổ biến 14 năm nó chỉ có tác dụng bắn đứt xích hoặc là bắn vào đằng sau máy nổ, chứ đằng trước thì không bắn được. Vâng. Do học thôi. Anh bắn như vậy là em nghe như từ cái ngày 18, 19 là lên khâu chỉa. Vâng. Mà cho đến tận ngày 28. Tóm lại là 12 ngày đêm. Vâng. Thì bắn rất là kinh. Đạn ở đâu anh? Đạn mình tiếp lên mà, dân quân. À tức là đấy là phải nói là cũng nói với chị nên còn nếu mà không có dân quân, không có bà con thanh niên thì không thể không nhất định không đánh được. Dạ. Bởi vì toàn bộ cái khâu vận tải đạn dược mới cơm nước là độc dân quân mới bà con làng bản dạ. Gạo có phải trung đoàn đâu, gạo dân khác nấu dạ. Đấy thịt thiếc dân khác mổ lợn cho dạ. Không có cái lực lượng tại chỗ là cũng chết dở đấy dạ, như mình vậy, không đánh được. Như vậy là em tưởng tượng là ra như này, những cái ngày đầu thì tuy ác liệt nhưng mà dân và bộ đội là vẫn còn liên lạc được, vẫn liên lạc chứ, vẫn đưa được gạo được đạn lên, vẫn đưa đến cái ngày thứ 27 ấy thì nó quá, tức là nó quá khắc liệt à, nó quá ác liệt và có thể là dân không thể vào được nữa, cho nên họ mang gạo để mang cơm đến cho các anh vâng. Nhưng không mang được lên, pháo nó dã nhiều quá họ vứt ở dưới rồi, họ để ở dưới chân đồi vâng, các anh tự xuống lấy vâng. Còn gạo ở con đạn thì không thể mang được lên nữa, hết rồi. Hoặc là hết rồi chắc chắn là hết rồi, chứ bắn nhiều như thế bắn nhiều không xuể. Đến ngày H12 của mình mới DGB mình bắn đến ngày 21 đã hết đạn rồi dạ. Lấy đâu ra đạn dạ. Ở ngoài thị xã thì mất rồi, nó không tiếp tế được dạ. Mà còn trung đoàn có kho dự trữ thế nào thì đánh hết rồi. Cái câu chuyện của anh cái ngày cuối cùng ấy thì vẫn còn lại là còn lại 8-9 người, còn mấy người anh? Còn 9 người. Anh có nhớ tên từng người không? Có chứ. Bây giờ họ còn sống cả không? Còn sống chứ. Thế ạ. Ờ, vâng, em à, 9 người sao? Sau hy sinh mất, chạy xuống thì hy sinh mất một anh lúc là chuẩn úy anh Cường. Dạ. Đấy, như vậy đặng. Là còn lại 8 người tính cả anh. Vâng. Vâng. Thế em cũng muốn hỏi là có thể gọi là 9 anh em. Vâng. Không phải cắt máu ăn thề. Vâng, vâng. Nhưng mà cũng là lời thề khói lửa. Đúng rồi. Vậy sao họ lại đi hết để còn có một mình anh thôi? Không phải, tức là cái chuyện họ ấy là khả năng là đưa thương binh đấy, ai bị thương mà đưa thương binh hay đưa liệt sĩ dạ. Đấy vì vận tải nó không lên được thì chính đơn vị lại phải dùng mình người mình đưa đấy, một là đưa thương binh liệt sĩ à. Hai là không còn đạn, không còn đạn thì các ông xuống thì trước mình đang mũi trước à. Vâng. Đấy sau là có nghĩa là anh đã trở thành anh mũi trước và trở thành người chặn hậu. Vâng. Đúng là câu chuyện của anh thì mặc dù em cũng đã đọc qua cái lời văn rất là, em có thể nói là anh Long ấy có một cái giọng văn của anh ấy nó giống như là từ trong trái tim ấy. Vâng. Cho nên là mặc dù anh ấy không trực tiếp tham gia nghe anh viết thì em vẫn thấy nó hừng hực khói lửa. Vâng. Nhưng quả thật là khi nghe anh kể, mặc dù nó cũng không phải là từ ngày này sang ngày này sang ngày kia mà nó cũng có những cái nó cũng còn cái này tự nhiên lại nhảy lên trước đúng rồi, quên vâng. Nhưng mà
ở đây thì em thấy nó vẫn đang còn sống động nguyên ở trong. Vâng, vâng. Vâng. À, em cũng muốn hỏi anh như thế này. Bây giờ anh sống ở vùng biên. Và em biết là ở cái thành phố Cao Bằng này thì cũng là một cái địa điểm du lịch. Vâng. Và du lịch của nhiều nước, trong đó thì cũng có cả những người bạn Trung Quốc. Vâng. Nguyên là bạn của chúng ta. Vâng. Và đồng thời cũng là cựu thù của chúng ta. Vâng. Và sang thăm ở bên này thì em cũng có nghe câu chuyện về những cựu chiến binh của họ. Vâng. Sang đây tới thăm anh hỏi câu chuyện về chuyện trận đánh năm xưa chúng mình đánh nhau. Vâng, vâng. Vâng. Và họ còn cùng với cái đoàn của họ ấy, còn đi ra cái nghĩa trang của mình để thắp hương cho những người đồng đội cùng đơn vị anh đã hy sinh. Vâng, những vâng. Người ở đèo Khâu Chỉa đã hy sinh. Vâng. Em muốn anh chia sẻ câu chuyện này. Vâng. Dạ. Thưa chị, tức là nó cũng là cái gọi là cái duyên cũng được. Bởi vì tức là khi mà sắp đến ngày 17 tháng 2 ấy, ngày xảy ra chiến sự thì họ gọi là cũng là đi thăm lại chiến trường xưa. Dạ. Đấy. Tức là cái nơi trước đây người ta đã từng đánh nhau bộ đội về. Đấy, thì người ta quay trở lại, một là đi thăm lại chiến trường xưa, hai là họ đi tìm những cái đồng hồ đội họ mà hiện nay là mất tích ở bên đất mình. Đấy. Thì cũng rất là hay là có đồng chí Cường trước đây cũng là bộ đội. Nó là phiên dịch từ trước rồi. Đấy, sau đó chuyển về công ty du lịch Cao Bằng thì là anh ấy mới điện cho tôi, tức là có cái phái đoàn cựu binh Trung Quốc mà người ta trực tiếp đánh ở Khâu Chỉa, đánh ở đồi cao 24 ấy. Đấy, tiểu đoàn trưởng muốn gặp trực tiếp người cũng ở Khâu Chỉa, đánh nhau ở Khâu Chỉa. Đấy, thế thì em biết anh ở Khâu Chỉa thì anh có tiếp xúc được không? Mình đầu tiên cũng hơi ngại. Đấy, vì sao nó bảo không ngại đâu anh ạ, nó cũng về đời thường rồi. Thì là hôm ấy là tôi ngó ra gặp họ. Thì là cũng cà phê, cũng tay bắt chân mừng, là cũng như là người nhà với nhau thôi. Thế hàm huyên chuyện chiến đấu thì họ cũng hỏi. Thế tôi cũng nói với họ là nếu không sang đánh chiếm nước tôi ấy, đấy, thì tôi không đánh lại các ông. Đấy. Trung Quốc mà hào, nì hào, tức là tốt. Đấy, họ cũng biết. Hai nữa là họ cũng hỏi. Họ hỏi tức là ở Khâu Chỉa của hai sư đoàn à? Chúng họ cũng không nắm được. Hai nữa có thằng tiểu đoàn pháo à? Ở trên đỉnh đèo ấy. Chứ nó cũng không nắm được. Nên chính vì thế là nó không dám lên ấy. Có ba khẩu. Có hai khẩu H-22, hai khẩu DGB thì hết đạn rồi. Đấy, không, bởi vì cái tác dụng của họ ấy bắn rất chính xác. Hôm ấy là có cái, đầu tiên là anh Doãn đại úy là anh chỉnh. Anh ấy nằm tại cái chốt 300 thôi, anh chỉnh mà. Anh chỉnh thì tôi nhìn đường đạn nó bay, nó không vào địch mà nó bay đâu ấy. Nó sang cây đa, nó đi tít thằng kia. Đấy. Nhưng khi mà có một anh binh nhất, người Hòa An tôi hỏi, thì là chỉnh phát nào hoàn phát đấy. Ông bắn cái đoàn xe của nó cháy ác quá ở thị trấn Hòa, nó ùn. Nó bởi pháo nó ùn hàng 8-9 cái số ô tô với xe tăng anh chị ạ. Vâng. Nó có hàng đoàn, bởi vì nó sang cái phà để nó sang cái đường sang Đông Khê. Đấy, nó sang phà, nó tiếp, nó chạy sang Đông Khê, nó ùn ở cái phà này. Đấy. Nó ùn cái phà, nó cũng sang, nó lỗ xe, nó cứ đoàn, cứ gồm cái pháo của ông DKB mình bắn cháy ác. Đùa trên mỏm, nó nhìn sướng lắm. Nhưng mà không biết cái cậu bây giờ còn lính 78. Đấy. Thế có tên anh có nhớ? Không nhớ, thì không hỏi tên đâu, chỉ biết là nó bảo mình ở nhập ngũ nào mà em lính 78 người Hòa An đấy thôi. Đấy, ở nó là quân của tình đội tăng cường. Đấy. Đấy, cậu ấy bắn hay đấy, bắn chính xác lắm. Mấy cái anh thường người Hải Dương bắn M79 ấy, nó có ba thằng nó nằm ở cái hộ H-22 mà tốn nhiều đạn, nhiều anh tốn đạn ấy. Cái mũi mình có 5-6 tay súng mà bắn vào nó lừa tôi, bắn đến nó tay mũ đi nhưng mà nó lừa mình. Vì sao có cái đơn vị có trung đội bộ binh nó lên tăng cường cho mình để nó đánh phản lại 244 chiếm lại. Tôi bảo tôi mới chỉ cho anh mà thường thì mà nó lấp ở trong cái lỗ như kìa. Thế mà anh ấy cầu phát đúng lỗ. Thế có một cái hầm, cái ngách hào nó chui trong, ông ấy câu cũng vào, ông bắn chính xác, người sau hy sinh ra ấy. Vì sao hỏi bảo hy sinh rồi. Anh Thường ấy. Anh Thường nó cũng phản công, bắn M79 tốt thế chứ này. Vì sao tôi hỏi tìm lại thì anh bị thương, anh bị hy sinh rồi. Hôm mới phản công lấy 24 là anh bị hy sinh. Đấy, bắn tốt lắm. Mới có cái anh Hải người cắm đường lúc cùng tôi, thì sau là đại tá ở quân khu 2 về rồi.
ông ấy bắn vì sao cái hộp đạn nó bị kẹp, nhưng mà hộp đạn xe tăng nó kẹp thì cắt tút nó bẹp à, thế bắn nhiều quá, thế bảo với ông Phúc A trưởng, ôi Phúc ơi nó chết nhiều lắm mày ơi, thế ông Phúc bảo chứ mày dừng để tao lên tao bắn một tí, thế là ông Hải vừa đưa khẩu RPK mà tới lấy của anh Khoa ấy. Đấy, ông Phúc ông Hải cũng đưa cho ông Phúc khẩu RPK, ông Phúc bảo để tao bắn một tí, thế là ông Phúc lên bắn thì cắt tút nó bị kẹp, ông Hải ông lắp cho đi kẹt thì là ông tiếp đạn cho, thế vừa bắn một loạt bố phát rồi nó bắn tỉa, nó bắn phát đúng chán, thế là chết nhưng mà tay vẫn ở trong cò với dựa vào nhưng mà vẫn hướng về phía địch, thế là ông ấy ngủ cùng chăn với mình, cùng màn với mình, hai anh em ngủ bán mẹ quần áo đi chung nhau thôi mà hồi ấy chỉ bán để ăn để mua thuốc ấy. Thế là vừa bắn ở trên mâm pháo ông thông báo chính viên, ông thông báo ấy, vừa khóc đấy, thế mấy lúc nó địch nó không lên nữa thì bắt đầu mình mới bỏ pháo mình vào, thì anh ấy chết vẫn tư thế ở trong tay cò nằm, mình mới đưa xuống cho giao thông Hào nằm giao thông Hào ấy. Đấy, thì sau đó chúng nó bê đi mình chẳng biết được, đơn vị nó cũng bê đi đấy. Không vận tải lên nó bê không, đa số là đơn vị nhiều, đơn vị nhiều nói nó đơn vị nó cứ bị thương là nó đưa đi có ông quay lên có ông chẳng thấy lên nữa, cũng khiếp, cũng bê đi xuống là xuống luôn. Xuống luôn. Dạ. Đó cũng là một cái mặt. Nhưng mà nó không chạy hẳn. Chính chỉ né cái chỗ khốc liệt thôi. Chính anh Tuấn là ở cái đơn vị của anh ấy. Anh C16. C16 là C hỏa lực cái nhỉ? C hỏa lực, gọi C hỏa lực. C16 D mấy? À, hay là trực? Không có D, E luôn. Luôn E luôn đúng không? Vâng. Chúng đoàn. Vâng. Như vậy là chúng ta vừa trải qua 12 ngày đêm khao chỉa. Mặc dù người pháo thủ thì không kể được một cách tuần tự và khoa học logic, nhưng tôi nghĩ là cái không khí của chiến trận thì nó hừng hực. Vâng, và chỉ có những người trực tiếp cầm súng thì mới có thể nói được như vậy. Thưa anh Tuấn, vâng. Em được biết là khi trở về đời thường thì anh cũng là một người rất thành đạt. Vâng. Và với một cái cách em gọi là lăn xả hết mình. Vâng. Lăn xả và hết mình thì có lẽ là ngay trong cuộc sống anh cũng nhất định sẽ có thành công. Vâng. Vâng, em muốn hỏi là anh vốn dĩ quê gốc ở đâu? Vâng, quê gốc thưa chị là quê gốc cho bố tôi thì lại người ở Vĩnh Yên, thị xã Vĩnh Yên. Vâng. Đấy, bây giờ gọi là thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Vâng. Trước là Vĩnh Phú. Vâng. Còn mẹ tôi lại người ở Bát Tràng. Đấy, trước thời Pháp gọi là Bắc Ninh. Vâng. Đấy, thì sau bố mẹ tôi là bố tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đấy, từ năm 40 là ông tham gia cách mạng rồi. Thì sau đó thì ông ấy về được điều về làm cán bộ thông tin tuyên truyền ở tỉnh Yên Bái. Thế là gia đình tôi lập nghiệp ở Yên Bái. Thế khi đi với bộ đội là tôi cũng đi từ Yên Bái đi. Vâng. Thế vừa sao bây giờ anh lại chọn Cao Bằng? Vâng, vì cái cũng là cái duyên. Thế khi mà tôi sống ở Cao Bằng một thời gian thì sống và chiến đấu học tập ở Cao Bằng thì có yêu một cô bé. Đấy. Thế cuối cùng là thành duyên thì lại thành vợ, thành chồng. Thế thì trước khi mà tôi lấy cô đó thì mới đưa học sinh lớp 9 ấy mà. Thế khi mà đưa về Yên Bái thì tôi làm bên thanh tra cũng sau đó chuyển cho thủy Yên Bái ở Ban Tuyên giáo. Thế quá trình thì nhớ Cao Bằng, mình cũng sống cơm Cao Bằng nhiều mà tí cũng chết ở Cao Bằng này là vợ tôi mới bảo thôi đi về Cao Bằng sống thì tôi lại rời lên Cao Bằng ở. Và tôi làm ở bên chuyển ngành về ban bên thương nghiệp Cao Bằng, tức là ở ban hợp tác xã mua bán. Đến năm 92 thì tôi nghỉ chế độ 162. Đấy, về một cục. Đấy, trong quá trình đó thì khi về thì tôi lại thành lập doanh nghiệp. Đấy, chuyên tham gia, tức là làm đường giao thông, rồi làm hồ, làm đập, rồi làm tham gia chiến dịch làm cột mốc biên giới. Đấy. Thế trong cái quá trình mà khi mà về thì cũng là thương binh ấy, chứ vẫn duy trì phát huy bản chất như bác nói rồi, thương binh tàn ống phế. Thì mọi công việc làm thì cũng có uy tín. Hàng năm thì trước đây tôi cũng làm từ thiện. Từ thiện tương đối nhiều. Một năm là 100-200 triệu từ thiện cho hoàn cảnh khó khăn. Mà cái doanh nghiệp tôi cũng thu nạp hàng đến 400 con em độc cựu chiến binh về làm doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuyên tạo điều kiện cho con em làm, xây được nhà, xây được cửa. Như đồng đội tôi cũng thế, tôi có mấy đồng chí sạch cũng lên đây cũng làm được nhà. Khi tôi về thấy hoàn cảnh quá lên cũng làm cho tôi thì tôi giúp đỡ, cũng làm được nhà xây dựng rất đoan hoàng đấy.
nhiều đồng đội tôi cũng lên làm với tôi. Đấy. Chiến đấu xong rồi về đời thường thì cũng lại lên, tôi về Yên Bái thấy các anh em hoàn cảnh quá, tôi lại rủ lên làm với tôi. Đấy, thì là nhìn trên mức lương là cũng đủ cho anh em thoải mái để làm. Để công nhận thế thôi. Bây giờ anh còn làm doanh nghiệp nữa? Không, do là cái suy thoái là tôi cũng dừng rồi. Dạ. Trong quá trình đó thì về đời thường thì cũng được đi toàn quốc 3 lần. Đấy. Một lần ở Bến Tre, đấy, một lần ở Đà Nẵng, một lần ở đi báo cáo cựu chiến binh làm kinh tế giỏi toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Thì cũng được vinh dự sau 3 tỉnh thành thì mỗi tỉnh được một đồng chí vào trong phủ chủ tịch, đồng chí Trương Tư Sang tiếp đón trong phủ chủ tịch ấy. Đấy. Thì đến năm bao nhiêu thì cũng được lần đầu tiên là 121 doanh nhân làm theo lời Bác, mà kia tôi cũng được một cái doanh nhân do chính phủ cũng công nhận là 121 doanh nhân làm theo lời Bác. Câu chuyện của anh về cái quãng doanh nghiệp, tức là cái quãng thời gian làm doanh nghiệp thì dài. Vâng. So với cái cuộc chiến đấu thời gian dài hơn nhiều. Dài hơn rất nhiều. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là cái mà anh kể về cái kia thì nó vẫn hừng hực. Vâng. Vâng. Và trong cái sau này của anh, em có nghe đến một cái này và em cũng muốn anh chia sẻ thêm. Đó chính là cái làm cột mốc. Vâng. Ý của anh là như thế nào ạ? Mình vâng. Xây dựng cột mốc à? Vâng, xây dựng cột mốc ấy. Dạ. Mà khi mà doanh nghiệp được người ta thuê để cắm mốc ấy, thì tôi cũng là người đầu tiên cắm cái 936 trên 2 là cái cục hòa, cái cục huy, vì trong 6 tỉnh biên giới thì 4 tỉnh được cái mốc cục huy giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, cục huy gắn ở trên cột mốc, chúng còn toàn các mốc khác không có đâu. À. Đấy, mốc là mốc năm tạ. Đấy, mốc đại, gọi mốc đại, tức là 6 tỉnh nhưng được 4 tỉnh có mốc cục huy. Trung Quốc nó cũng thế thôi. Vâng. Nó cũng có chỉ thế được bốn cái quy định đấy và mốc chính đấy. Dạ. Đấy. Vâng. Thì là gắn quốc huy thì đơn vị tôi tham gia thì tôi tham gia là doanh nghiệp tôi cắm được 115 mốc. Đấy, trong đó có điển hình là mốc quốc huy là ở Phục Hòa, và cái cuối cùng là cái tôi cắm là 14/2/1008 ấy là cùng ngày với cái mốc ở Bắc Luân là Thác Bản Dốc, là chính cũng bản cũng là chính tay chúng tôi cắm. Đấy, đơn vị chúng tôi cắm là Thác Bản Dốc là 14/2/2008. Khi mà thi công cái bản... thi công vất vả lắm chị ơi. Thi công nhiều cái núi đá nó cao chót vót ra. Đấy, nó cho vót vẫn phải mang mốc lên. Đấy, khênh mốc lên rồi là qua sông, lắm lúc có đoạn phải qua sông mà nó như cái đảo ấy, lại phải đưa lên mảng qua sông dìu, chỉ sợ nó lật xuống thôi. Cũng khiếp lắm. Làm cái phân giới gấp mốc là đúng là vất vả. Đấy. Nhưng mà vẫn phải đảm bảo. Đấy, đảm bảo mà nó cái quy định giữa Việt Nam Trung Quốc nó chặt lắm cái cột mốc ấy. Vì người ta đo từng tí một, đấy, đặt ly vô rồi là định hướng, rồi mỗi cái cắm xong là người ta VGS luôn lên trời luôn đấy, trong cái định vị luôn đấy. Dạ. Quá trình xây dựng nó thế. Ý của em muốn hỏi là tức là cái khác biệt giữa khi mà mình xây dựng cái cột mốc với những cái công trình khác ấy, thì ngoài những cái khó khăn về kỹ thuật thi công như anh vừa chia sẻ thì nó còn có những cái gì nó đặc biệt hơn không? À, cái nó đặc biệt cái là tức là nó đòi hỏi cái độ chính xác, tức là phải được sự nhất trí của nhóm phân giới bên Trung Quốc và nhóm phân giới bên mình. Đấy, nó cắm thì nhóm mình cũng phải sang nó để định vị. Yeah. Mà hôm mình cắm nó cũng phải sang cái mình để định vị, tức là hai bên nó thống nhất rất chặt chẽ, trong mà lệch một tí cũng được. Còn dọc sông tính theo phân thủy. Đấy, cái mộ tức là như ở Thác Bản Dốc là 836/2. Đấy, trên đỉnh nó cũng có một cái. Nó đối xứng hết, đối xứng phân thủy. Dạ. Tức là cái độ bền vững của cột mốc ấy. Ôi, độ bền vững, dạ. Tức là ta tính cái nguyên cái Thác Bản Dốc trong cái bản thiết kế của bộ ấy. Dạ. Đấy, của bộ xây dựng ấy. Dạ. Là nó có, tức là hàng trăm năm cái mức nước nó không thể lên được đâu. Nên mà khi bọn tôi đào trong thiết kế là nó có 4 mét thôi. Nhưng khi đào xuống cát để báo cáo về bộ, người ta yêu cầu tức là xuống đến 8 mét. 8 mét là đổ bê tông ở dưới đáy và dựng sắt 32, 34 tức là dưới đáy lên. Đấy, từ dưới đáy 8 mét mà đổ bê tông lên. Lên ở trên thì trong cái chốt toàn bộ là đá ca lít hết. Tức là người ta khoan một cái lỗ sẵn rồi.
Mình đút cái phi ba tư xuyên qua này, nó vào nhổ con mốc là không nhổ được. Nói không nhổ được, không đập được đâu. Đập vỡ thì đập được, chứ còn để nhổ con mốc di chuyển. Con mốc như trước năm 79 thì không di chuyển được. Vì chuyên điểm, cái mốc thời Pháp thì nó chỉ là cái hòn đá thôi. Hòn đá người ta chạm vào chữ nho thời xưa thôi. Thì cái thì nó bề dễ, nó đào được. Chứ còn cái mốc này không đào được. Bảo di chuyển mốc bây giờ chỉ bậy, không di chuyển được. Kể cả mốc tiểu. Làm chắc lắm, rằng sắt rất nhiều, đan bê tông ở dưới rất nhiều. Không thể, nó đòi kỹ thuật rất cao. Đấy, mốc của họ xấu hơn mốc của Việt Nam mình. Mốc chúng tôi xấu lắm. Nó mỏng. Tức là cái trọng lượng của nó là mốc tiểu của mình là 290 cân. Đấy, còn mốc đại là 500. Đấy, chị thấy là 500 cân mà vận chuyển lên chỗ cao rồi vất vả lắm. Nó anh ơi, nó sâu, nó phải sâu như thế thì mà em thấy cái cột mốc của mình ở biên giới ấy, thì nó ở những cái vị trí nói chung là cũng trùng điệp lắm. Không, nó trùng, nó càng giả dụ như là ở sông ấy. Dạ. Ở sông nó nhiều cua thì lại nhiều mốc, càng dày mốc. Vâng. Đấy. Thế thì cái nó yêu cầu như thế thì mình làm thì nó vất vả. Vất vả chứ, phải là làm vất vả. Người ta đến, tức là khi mình nhận ấy thì là bên phân giới của người ta lấy, người ta giao cái tiêu giữa đây này. Dạ. Giữa đây thì mình khắc răng ra. Được. Mình đo chuẩn thì mình mới hướng. Khi cắm người ta đến để cột bê cột mốc lên đến trên bệ. Được. Đợi đấy Trung Quốc nó đến với mình, đến bắt đầu nó mới cho dựng cộng mốc xuống. Được. Xong nó còn chỉnh. Nó chỉnh nhiều, lấy máy nó chỉnh cũng công phu lắm. Được. Đấy. Thì nó đồng ý mới được. Mình có phải có một cái biện pháp đặc biệt nào để thi công không? Như ở núi ở cái chỗ đá ấy, hay là như ở cái nói đó, cái toàn bộ cho nổ, phép nổ mìn 24/24. À, tức là hai bên thống nhất, kể cả biên phòng mình với nó, tức nổ 24/24 cả ngày cả đêm cho nó kịp tiến độ. Hoặc là có cờ, như đây cờ tôi để đây, tức là cắm trên ô tô mình chở mốc đi, bất kể cái gì quá tốc độ canh giữ cũng không làm gì được, bởi vì tức là chính phủ quy định rồi. Được. Để cho kịp tiến độ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đấy, ngay cái mốc của họ thế thôi, họ đã dựng rồi mình bắt đầu mới khởi công, nhưng mà mình vẫn kịp. Đấy, tức là khó, yêu cầu cao. Khó cao đấy. Vâng, thời gian thì ngắn. Đúng. Nhưng mà vẫn phải hoàn thành. Vẫn phải hoàn thành. Vâng. Đấy, ngày như Phục Hòa tôi đưa 90 công nhân vào, làm ngày làm đêm nhé, mà 16 cái ô tô chở đá chứ không ít đâu. Chở đá, chở cát, trong là đổ cát, xây ngoài nhưng trong toàn bộ là cốt cát hết ấy. Cái Phục Hòa ấy. Đấy, xong còn lát. Vâng, rất là cảm ơn anh. Vâng. Chúng ta vừa nghe, tôi nghĩ rằng cái câu chuyện để bảo vệ biên giới và câu chuyện xây dựng cột mốc rất là thú vị. Vâng, đúng không ạ? Và em cũng hy vọng rằng qua anh thì WinWin Việt Nam sẽ được tiếp cận với những người đồng đội của anh. Vâng. Mà em biết là hiện nay đang sống ở Cao Bằng, dù quê không ở Cao Bằng. Vâng, làm dâu ở đây thôi ạ. Vâng, làm dâu. Tôi cứ nói đùa, làm dâu ở đây thôi. Vâng. 567 làm dâu tương đối nhiều. Dạ. Vâng. Thì em cũng rất là hy vọng là anh sẽ tiếp tục giới thiệu để WinWin Vâng. Việt Nam có những nhân vật mới. Vâng. Với những cái góc tham gia vào cuộc chiến cũng như là những cái cuộc sống sinh hoạt đời thường của họ. Vâng. Bây giờ. Vâng. Và buổi chương trình của anh em chúng tôi thì đến đây tạm dừng lại. Quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dấu chân của những người chiến sĩ cùng với WinWin Việt Nam trên đèo Khao Chỉa, một cái đèo bây giờ có lẽ nó sẽ trở thành một cái nơi du lịch, và đến với những cái nơi khác mà chúng ta đã biết qua những cái câu chuyện của cựu chiến binh hay là bài viết của tác giả Thái Long. Chương trình của chúng ta sẽ tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Vâng. À, anh có muốn gặp những người mà anh đang còn cần tìm ấy, anh nói trên này. Họ xem vâng. Đấy. Vâng. À thế. Dạ. Vâng, tôi cũng mong muốn qua Win Việt Nam ấy cho tôi được phép, tức là rất tha thiết muốn tìm lại anh Nguyễn Cương. Tôi chỉ biết anh là quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Một người cán bộ rất dũng cảm, cũng như là rất tốt tình cảm đối với các chiến sĩ như chúng tôi. Để qua Uy Việt Nam cũng mong bạn nào biết được anh Cương, Nguyễn Cương ở Kỳ Anh thì cũng thông báo cho tôi biết, hoặc là qua chị Hải Yến để chúng tôi có dịp gặp mặt. Trân trọng cảm ơn. Như vậy là bây giờ anh Cương là vẫn chưa có hả? Chưa có, không tìm được. Dạ. Tôi được biết là trung đoàn 567 có những cái ban liên lạc ở
các tỉnh. Một số cái tỉnh thành mà họ tập trung đông. Tuy nhiên thì cũng có những cái nơi đơn lẻ thì chưa có được ban liên lạc. Thì có lẽ là những cựu chiến binh của năm 67 từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, từng chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng thì có thể là sẽ liên lạc với trung đoàn 567 theo cái điện thoại của ban liên lạc trung đoàn mà chúng tôi sẽ ghi ngay ở bên dưới của video này. Anh Tuấn đọc cái điện thoại của anh, liên lạc thẳng luôn với anh. Nếu tìm được thì báo số máy cho tôi là 091 4365 272. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn chị.